Em lại tiếp tục được phục vụ các bác với những chiếc đồng hồ cây của Đức, rất là đẹp và giá thành vừa phải. Thì hôm nay lên cho các bác chiếc này. Thực ra thì đôi khi là có những anh em đã xem những cái clip trước, thì anh em cũng qua mà nhiều sản phẩm cũng không kịp quay lên, thì anh em cũng đã chọn rồi. Thì trong clip này em sẽ giới thiệu đến các bác một em đồng hồ Đức. Rất là cao to, em này là em chân quỳ ba cục đấy. Những dòng này thì nó đúng chất cổ, tiếng chuông cũng rất là hay. Đây em màu nâu nhé, này em sẽ giới thiệu em màu nâu này. Em màu nâu này thì có chiều cao khoảng gần 2m2. Em này thì chạm trổ tương đối nhiều, họa tiết tương đối nhiều đấy. Em này thì theo cái trường phái, cái thiết kế là cổ điển chứ không có tân nữa. Đó, theo trường phái cổ điển luôn. Anh em nhìn, em lại quay ra xa để anh em nhìn tổng thể một lần nữa. Cái dáng ba cục này. Đó, giá của đồng hồ em sẽ để ở tiêu đề tin. Giá gần Tết thì sẽ để cho các bác giá khuyến mại. Để các bác có thể tiện. Để sở hữu cho mình một chiếc đồng hồ nó ưng ý. Bây giờ em sẽ đi vào test chuông cho anh em chiếc màu nâu này. Hôm nay là ngày ngày 20 tháng 1 năm 2022 nhé các bác nhé. Em quay chiếc nào thì anh em nhớ ngày. Bây giờ không có thời gian để cáo sẽ đo và ghi các thứ, nhưng mà bận quá nhiều việc cho nên là không ấy được các bác. Đây các bác nhìn ở trên nhá, khoang trên riêng này. Đây. Anh em nhìn máy, nhìn mặt số, la mã. Đấy, đúng chất cổ, còn rất là đẹp. Chữ số la mã. Phần dưới này là khoang dành cho em lắc và ba tạ. Em này sử dụng tạ xích. Đấy, khoang dưới này sẽ là một chiếc tủ. Đây thì có cái vách máy. Em đang tháo một bên vách máy ra để quay cho các bác xem máy. Đây, đây, anh em nhìn bộ máy hoành tráng và đẹp long lanh, rất là đẹp và ngươm. Đấy, anh em nhìn thấy. Em này em sẽ test cho các bác nghe thử chuông. Chuông em này rất tuyệt vời. Đó. Về cơ bản thì cái thiết kế của đồng hồ cơ lên cõng này nó rất là đơn giản thôi. Anh em có thể thấy cái quả gai này. Đấy. Anh em thấy chứ, những cái mấu gai này là chia ra những cái cự ly khác nhau. Đấy. Nhưng mà theo trục dọc thì nó đều theo trục của bốn cái búa này. Và nó có khoảng cách khác nhau. Tức là người ta hướng đến bài nào, người ta sẽ hướng đến bài với các cái nhịp điệu của bài, người ta sẽ chia khoảng cách của cái gai này. Đấy, ngoài ra còn búa, còn chất gông. Đấy. Bộ này máy rất là đẹp. Đấy, em test thêm cho anh em thêm chứ. Đấy. Chuồng này rất phê. Dòng này thì kiểu dáng là dáng ba cục, nhìn nó đúng chất cổ. Chuông rất là ngân vang, trầm. Em để ý đây, em quay bên này cho các bác nhìn. Em để ý những cái em ba cục này thường là phần chuông nó có cái độ ngân vang rất là tốt. Hình như là nó liên quan đến cái cấu tạo của thùng. Thùng nó ba khoang, cảm giác là tiếng nó có cái... Tức là nếu mà trong dòng, những cái dòng mà em thấy dòng ba cục là nó gần gần giống dòng ông sư nhất. Đấy là theo cái cách nghe của em cảm nhận như vậy. Khả năng là mình nghe tiếng chuông cũng chưa được nhiều loại đồng hồ lắm, nhưng mà tựu chung những cái dòng mà mình đã nghe thì nó như vậy.
Đấy, anh em nhìn đây nhá, đây chạm trổ tiếp này. Đấy, rất là đẹp. Em này thì giá tương đối bình dân. Anh em nhìn bốn chân quỳ ở dưới này. Thì ra cái hàng này thì các bác lưu ý giúp em là đồng hồ thì nhập về mang tính chất là giao lưu với anh em thôi, cho nên là thường là nó sẽ có nhà em bán thế thôi, chứ bảo nó long lanh các thứ thì không có. Nó chỉ đấy đẹp ở mức độ này thôi, nó mấy chục năm rồi. Đấy. Còn những cái này em nghĩ là ví dụ những cái phần này thì có những anh em thích cổ thì anh em sẽ để nguyên, còn không thì anh em có thể đánh vác ly. Đây là nguyên mộc về như nào, bán luôn như vậy. Đấy, anh em thích lựa cái nào thì alo trực tiếp cho bên thằng Oro nhá, số 0983698887. Rồi xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.